quý vị trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo dự quy xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin từ Việt Nam cho hay về việc lập ra một trang web để mua bán các em trẻ sơ sinh kính thưa quý vị. Theo lời của các trang báo ở trong nước cho biết thì công an thành phố Sài Gòn đã bắt giữ một đường dây buôn bán trẻ em do Ngô Thị Lan 44 tuổi và Tưởng Đình Thương 35 tuổi cầm đầu. Những nghi can này thường lân la vào các bệnh viện phụ sản, gần gũi với những gia đình khó khăn, những bà mẹ độc thân để dụ dỗ mua những em bé mới sinh. Chúng thường vẽ ra tương lai sáng lạng cho các cháu bé nếu như được nuôi bởi những gia đình giàu có hiếm muộn, nhưng thực chất là bán sang Trung Cộng với số lời hàng chục triệu cho mỗi vụ. Ngoài ra, các nghi can còn lập trang web để kinh doanh trẻ em, mua bán, tinh trùng. Những ai cần thì chỉ cần đặt hàng thì chỉ vài tuần sau là sẽ được tội nguyện. Trên trang web còn có đưa hình một bé sơ sinh khôi ngô, khỏe mạnh, chỉ hơn 20 triệu, nhưng thật ra thì họ cộng tác chi phí khác cao hơn hàng chục triệu. Để quảng cáo rộng rãi thương mại, các con buôn vô lương tâm này còn phát tờ rơi quảng cáo ở các bến xe và bệnh viện. Theo điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, họ đã mua bán được hơn 20 em bé. Dường như là có một thế lực nào che chở cho nên họ coi đây là việc làm ăn công khai, không coi luật pháp ra gì. Vì sao thương lái Trung Quốc chỉ lừa Việt Nam? Thưa quý vị, tin cho biết là tại Việt Nam, các con buôn Trung Quốc thu mua hàng loạt nông lâm sản không rõ ràng rồi bỏ chạy. Theo sự quan sát và nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đều khẳng định những trường hợp buôn bán kiểu này chỉ có tại Việt Nam, không có ở các nước Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan. Các thương lái Trung Quốc chỉ nhắm vào Việt Nam vì ở Thái Lan có chính sách nông nghiệp rất là rõ ràng, chặt chẽ. Họ đến từng thôn, xã để định hướng rõ từng sản phẩm và cũng không có chuyện người nước ngoài vào kinh doanh một cách dễ dàng như tại Việt Nam trước thực trạng thương lái Trung Quốc ồ ạt thu mua nông sản Việt Nam như là cây khoai lang, cây cu ly và mầm thảo quả vân vân thì Bộ Công Thương đã liên hệ với các sở công thương và các sở chức năng tại địa phương, tri cục quản lý thị trường và cán bộ các sở công thương đã trao đổi trực tiếp với nông dân các vùng miền yêu cầu việc mua đi bán lại với các thương lái phải có địa chỉ rõ ràng, có hợp đồng mua bán khi diễn ra việc mua nông sản. Còn nhớ Trung Quốc đã mua các loại lá, sắn, địa lá điều, ớt, thanh long, dưa hấu, khiến cho không ít người ham lợi trước mắt đã tham gia, rồi sau đó điêu đứng vì bị thương lái Trung Quốc không quay lại lấy hàng. Hậu quả là lá điều chất thành núi, đĩa thì nhiều nơi tiểu thương phải thả lại đồng ruộng. Lá khoai lang bị nông dân cắt bỏ sớm trước khi thu hoạch, làm năng suất của cây giảm đi 50%. Bản tin sau đây cho biết blogger tại phong Tần bị đánh trong phòng giam. Theo như tin của chồng chú của Thế cho hay, Sài Gòn từ trại giam Thanh Hóa, cô Tạ Phong Tần gọi điện thoại về cho gia đình. Cô chỉ biết là đang bị bệnh và ho rất nhiều. Nơi phòng giam của cô đang ở có nhiều tù nhân mới và vào và đã sỉ nhục cô, cũng như là phỉ bán lên di ảnh của mẹ cô là bà Đặng Thị Kim Liên. Vì bà đã tự thiêu vì uất ức ngay tại trụ sở tỉnh ủy Bạc Liêu vào ngày 30 tháng 7 năm 2012. Họ còn đe dọa đánh cô Tần nếu như cô chống cự gia đình của cô Tần rất đau buồn khi nghe tin người đã khuất, mà họ không để yên và tự hỏi nếu như không có người chống lưng tù nhân thì tù nhân nào dám hành sự như thế và đây là trò của những cai tù. Blogger tại Phong Tần đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo khoảng 2 điều 88 Bộ luật hình sự trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 24 tháng 9 năm 2012 và y án trong phiên tòa phúc thẩm ngày 28 tháng 12 năm 2012. Blogger Tạ Phong Tần đã phản đối bản án bất công nói trên. Thầy giáo Đinh Đăng Định nói lời giả biệt. Thưa quý vị, theo anh Lưu Gia Lạc có bài viết trên Facebook cho thấy thầy giáo Đinh Đăng Định và cũng là nhà hoạt động dân chủ đang kiệt sức vì bệnh. Thầy định sẽ trở lại Đắk Nông, nơi có ngôi nhà nhỏ của gia đình thầy, nơi có ngôi trường thầy đã dạy, nơi mà thầy đã đứng lên cấp tiếng nói đấu tranh cho sự tốt đẹp của xã hội tương lai. Thầy muốn nếu ra đi thì sẽ ra đi ở nơi thầy đã gắn bó và nơi ấy đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của thầy và của người vợ cùng với các con. Thầy gửi lời tri ân đến toàn thể các tổ chức quốc tế, các quốc gia luôn binh vực và quan tâm tới nhân quyền của Việt Nam nói chung và của cá nhân thầy nói riêng xin gửi lời tri ân và xin giã biệt trước đến toàn thể anh chị em xa gần đã hướng về thầy đã quan tâm và nghĩ đến thầy có thể ra đi mãi mãi trong một ngày gần đây nhưng hài lòng với những gì đã làm thầy tự hào vì được sự tin yêu của cộng đồng đối với cả gia đình thầy và tin tưởng mãnh liệt rằng sẽ có rất nhiều người việt nam tiếp nối con đường đấu tranh vì một tương lai tươi đẹp và công bằng bác ái Thầy nói và ngước nhìn như nhắn nhù bên cạnh là vợ và con đang lặng lẽ, nghe như nút vào lòng những lời nói của thầy. Mọi người hãy cầu nguyện cho người thầy giáo can đảm đáng kính và chỉ còn biết đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước. Và sau đây là một phóng sự từ Việt Nam, khắp nơi trong nước im lặng tự niệm ngày Trung Cộng thảm sát Việt Nam tại đảo Cạc Ma. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 3 năm nay, nhằm kỷ niệm 26 năm ngày trung cộng cho tàu chiến tàn sát hàng loạt thanh niên Việt Nam tại đảo Cà Ma, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đã có 64 công binh bộ đội Việt Nam không trang bị vũ khí đã bị Trung Quốc thảm sát. Nhưng nhiều năm trước, chế độ Cộng sản Việt Nam bưng bít thông tin và không muốn cho ai quan tâm đến sự kiện này. Một ngày trước lễ tưởng niệm, nhiều tin tức mâu thuẫn nhau được đưa ra trong nước. Mặc dù lệnh từ Nguyễn Tướng Dũng cho phép báo tuổi trẻ thanh niên được đăng chuyện Trung Quốc chiếc người Việt trên đảo Gạc Ma, nhưng không khí bên ngoài thì căng thẳng. Công an chìm có mặt ở nhiều nơi để theo dõi và sẵn sàng bắt bớ những ai có ý định xuống đường biểu tình tưởng niệm ngày 14 tháng 3. Nhiều nhân sĩ trí thức của Sài Gòn, Hà Nội bị công an gửi giấy triệu tập làm việc bất thường hoặc là bị canh cửa theo dõi suốt ngày. Tuy nhiên, có nhiều người cũng đã tham dự vào cuộc tưởng niệm từ Nam Chí Bắc đã diễn ra âm thầm. Mục đích của các cuộc tưởng niệm này nhắm vào chuyện nhắc nhở không quên Trung Quốc là kẻ thù không đội trời chung, cũng như là nhắc việc những kẻ bán nước đang lâm le giao sinh mạng của Tổ quốc và dân tộc cho Bắc Kinh. Trên tờ báo Tuổi Trẻ, người ta thấy rõ một chiến dịch nhắc lại lịch sử đầy những ẩn ý. Tờ báo này đã được phép gợi ý xây một đài tưởng niệm 64 người bị Trung Quốc thảm sát để ghi nhớ sự kiện này đây có thể coi là sự kiện không 102 vì sau năm 1990, hầu hết các dấu tích về các vụ xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc đều được lệnh của Hà Nội là phải đục bỏ, thậm chí là phải xóa khỏi trong các chương trình giáo dục lịch sử. Một ngày trước lại tưởng niệm, có tin hành lang cho biết là Nguyễn Tấn Dũng quyết định cho biểu tình có kiểm soát ở một vài nơi nhằm ghi nhớ ngày này, cũng như là thử độ nóng trong dân chúng về chuyện chống Trung Quốc Thế nhưng, cho tới khuya ngày 13 tháng 3, chuyện này đã bị hủy bỏ với các ý kiến khác khẩn cấp từ Bộ Chính trị. Chính vì thay đổi bất thường này mà các hoạt động đánh lạc hướng dư luận tại Hà Nội do chính quyền thường xuyên tổ chức đã không diễn ra. Các nhóm tổ chức lợi tưởng niệm cũng không gặp bất kỳ cuộc trấn áp nào như thường lệ. Ngay trên trang web của Nguyễn Tấn Dũng cũng là trang duy nhất của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cũng có tin tức ghi nhớ về cuộc thảm sát nói trên. Thậm chí trong trang cũng có bài viết nhắc lại sự kiện này với giọng điệu tố cáo cũng như là thái độ không hề thân thiện với những sự kiện mới có có liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, đến đây thì cho phép chúng tôi được tạm ngưng và sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.